Quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh YouTube Góc Cảnh Giác. Thưa quý vị, khi tham gia giao thông, người điều khiển xe máy được phép chở theo một người ở phía sau. Tuy nhiên, không phải ai khi điều khiển xe cũng nhớ ra rằng mình đang chở một người nào đó. Không, không phải ma quỷ gì đâu quý vị ạ. Dưới đây là những tình huống đi xe máy đánh rơi người phía sau cực bi hài. Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Cậu bé bất lực gọi mẹ ơi vì phút lơ đãng khó tin của mẹ. Buổi sáng ngày ra vội đi học đi làm thì không phải ai cũng giữ được cho mình cái đầu tỉnh táo phải không ạ? Nhưng trong trường hợp dưới đây, phút lơ đãng khó tin của người mẹ khiến không chỉ cậu bé trong clip mà cư dân mạng cũng phải bất lực gọi mẹ ơi, mẹ quên con rồi. Theo đoạn clip ghi lại, hai mẹ con đang dắt xe máy ra cổng để chuẩn bị mẹ đi làm, con đi học. Sau khi cậu con trai đóng cửa lại định treo lên xe mẹ đang đợi sẵn thì bị bước hụt, chưa lên xe ngay được. Sau đó, cậu bé định chạy sang bên kia kho thuận chân để treo lên xe mẹ lần nữa thì bất ngờ mẹ vịn ga đi thẳng luôn. Cậu bé ngơ ngác đi theo mẹ một đoạn rồi thẫn thờ đứng nhìn. Chắc trong lòng cậu bé lúc ấy phải bối rối lắm, kiểu mẹ ơi, con có chưa lên mà. Cậu có gào mẹ ơi trong sự bất lực, nhưng tiếc là mẹ đã phóng đi xa mất rồi. Sau phút bối rối, thân người nhìn theo bóng mẹ, cậu bé loanh quanh trước cửa nhà chưa biết phải làm gì. Cậu quyết định đi thẳng lên nhà hàng xóm, cách nhà mình một nhà, sau đó vào ngồi đợi. Theo thời gian đoạn clip ghi lại, thì khoảng vài phút, sau khi phát hiện sau yên xe của mình có sự im ắng lạ thường của cậu con trai, người mẹ đã quay xe lại rồi dừng đón con ở nhà hàng xóm. Cư dân mạng sau khi xem xong đoạn clip cũng phải lắc đầu bật cười trước sự lơ đãng của mẹ và sự bất lực của cậu bé. Có lẽ đây cũng là bài học đáng nhớ của cả hai mẹ con, bởi may là quên con ngay trước cổng nhà mình, chứ quên ngoài đường là tha hồ đi tìm đấy nhé. Mẹ phi xe máy một mạch về nhà, quên luôn con gái tại siêu thị. Cũng là quên con, nhưng trong đoạn clip dưới đây, cô bé gái sau khi bị mẹ bỏ quên đã không thể bình tĩnh đứng lại chờ người giúp đỡ mà chạy theo mẹ cả một quãng đường dài. Chắc hẳn cô bé đã cảm thấy vô cùng lo sợ. Mời quý vị cùng theo dõi vụ việc ngay dưới đây. Camera an ninh bên ngoài một siêu thị ghi lại được sự việc khiến ai nấy giờ khóc giờ cười. Cụ thể, hai mẹ con đi ra bãi gửi xe để về nhà sau khi mua xong đồ. Người mẹ ra xe máy ra ngồi lên, trong khi bé gái 9 tuổi cầm gói đồ trên tay và đứng ngay cạnh. Sau đó, người mẹ cầm gói đồ hộ con gái, còn cô bé cũng ngồi lên yên sau xe máy. Tuy nhiên, trong lúc chờ mẹ sắp xếp đồ đạc, bé gái lại xuống xe. Đúng lúc đó, người mẹ cho xe máy di chuyển mà không quay lại kiểm tra cẩn thận xem con gái đã ngồi lên xe hay chưa. Mẹ gái thấy vậy đã cố gắng chạy theo một quãng đường dài ở ngoài bãi đỗ xe, nhưng người mẹ vẫn không dừng lại. Báo cáo về sự việc tiết lộ mãi đến khi về tới nhà, người mẹ mới tá hỏa phát hiện con gái không ngồi sau xe máy và lập tức quay lại siêu thị để tìm. Chủ sở hữu siêu thị cho biết người mẹ đã tìm được con gái. Sau khi đoạn video được chia sẻ, rất nhiều cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng bất bình trước sự thiếu cẩn thận của người mẹ này. Quên con giữa đường giữa chợ thế này, có chết không cơ chứ? May mà có trích xuất camera nhé, không là đến mẹ cũng khóc thét luôn đấy chứ. Mẹ đón con đi học về và màn đánh rơi con khiến cậu bé ngớ người. Tiếp tục là câu chuyện về việc mẹ đánh rơi con vô cùng hài hước, khiến dân mạng ai nấy xem xong cũng phải bật cười. Tội con dài quá con ơi, lần sau ngủ cho vững con nhé. Đoạn clip ghi lại một người mẹ đón hai đứa bé đi học về. Một bạn đã được mẹ cho ngồi ghế trước, bạn còn lại thì xách cặp ngồi ghế sau. Đang lật đật vừa chạy theo sau, vừa ôm chiếc ba lô to bằng người mình đặt lên chiếc ghế sau. Cậu bé trèo lên ngồi thì bị động tác lùi xe của mẹ làm hụt chân. Cậu bé rơi khỏi yên xe xuống dưới đường. Sau đấy người mẹ không quay lại xem con thêm lần nào nữa, đã vội vã phóng xe đi mất. Cậu bé thấy mẹ phóng xe chạy đi cũng lật đật vội vàng xách cặp nhanh chóng đuổi theo. Chắc ngay lúc sau đó cậu bé đã được mẹ dừng lại để đón lên xe, chứ chạy bộ theo xe như vậy vô cùng nguy hiểm. Giao thông ngoài đường phố vô cùng phức tạp, việc con trẻ chạy theo xe như vậy không chỉ nguy hiểm tính mạng của trẻ mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những phương tiện giao thông đang di chuyển khác trên đường. Vậy nên bố mẹ hết sức chú ý, tránh không để những trường hợp như vậy xảy ra nữa nhé. Cô gái đứng thẫn thờ vì chưa kịp ngồi lên xe, bạn đã rồ ga đi mất. Lonely, I'm so lonely.
Đây có lẽ chính là tâm trạng của chị gái cô đơn ngay dưới đây. Đã bảo là hẹn nhau đi chơi, đã mặc áo chống nắng, mũ mão đàng hoàng rồi. Chỉ cần trèo lên xe đi thôi mà bạn nỡ lòng nào. Tôi chưa lên mà bạn đã phóng xe đi mất. Thấy hờn ghê cờ đấy. Theo đoạn clip ghi lại thì một cô gái đang đi từ trong nhà ra, trên người mặc sẵn áo chống nắng, đeo khẩu trang và mũ bảo hiểm sẵn sàng. Dưới sân là một cô gái khác cũng đã mặc sẵn đồ chống nắng, đi xe máy chạy lên. Cô gái áo xanh đã đi xuống, định trèo lên xe của bản thân thì thấy có vẻ xe hơi cao và khó trèo. Cô gái đã bước xuống rồi vòng lại sang bên kia để trèo lên. Ấy thế mà chưa kịp trèo lên thì cô bạn mình đã phóng xe đi mất. Cô gái đứng thẫn thờ ở trước cửa, bất lực nhìn theo bóng dáng cô bạn đang khuất xa lối. Sau đấy có lẽ vì đứng đợi mỏi chân quá nên cô nàng đã bước trên bậc thềm ngồi đợi bạn mình quay lại. Một cái bàn! Ok! May mà bạn vẫn quay lại đón tôi đấy nhé, không là sau không có bạn bè gì nữa đâu đấy. Ông chú Grab bất ngờ bỏ quên khách vì gà phóng thẳng tới điểm đến. Những tưởng bỏ quên người ngồi sau xe máy chỉ xảy ra những người thân bạn bè thì ngay trong ngành dịch vụ như xe ôm công nghệ trong trường hợp dưới đây cũng có nhé. Có thể thấy nam thanh niên chưa kịp lên xe, tài xế xe ôm công nghệ đã chạy một mạch tới điểm đến. Đến lúc này bác tài mới tá hỏa phát hiện mình đã bỏ quên khách lúc nào không hay. Tình huống hài hước này xảy ra trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo câu chuyện được chia sẻ thì nam thanh niên trong clip đã đặt xe từ đường Nơ Trang Long đi đến đường Trần Não, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Tài xế nhận chuyến và 2 phút sau đã có mặt. Thấy tài xế quay đầu xe có vẻ khó nhọc, nam thanh niên đã chủ động nhảy xuống khỏi xe. Tuy nhiên ngay sau đó, bác ta đã vít ga rồi phóng thẳng đi. Theo chia sẻ của nam thanh niên thì dù anh đã cố gắng liên lạc với tài xế nhưng không thành. Khi xem định vị thì thấy tài xế đang miệt mài chạy tới điểm đến. Chờ một hồi lâu định hủy chuyến, xem app thì thấy xe chạy tới đường Trần Não. Rồi chú gọi, ủa con đâu rồi? Mình mới trả lời, dạ con chưa lên xe, vẫn còn ở nhà. Chú bảo thưa con ở đó, chú vòng về rước. Cũng may là không có việc gấp, khổ thân chú, trời nắng chạy 2 vòng, mình thì nhân 3 lần tiền cho chú vui, anh chẳng biết. Sau 17 giờ được đăng tải, câu chuyện đã lập tức gây bão trên mạng xã hội và nhận được hàng nghìn lượt bình luận. Buồn cười quá, chú quay lại vì lão khách đang đội cái mũ bảo hiểm của chú thôi. May quá, chú tưởng con rớt dọc đường rồi chứ, chú đáng yêu quá đi mất, là những bình luận của cư dân mạng. Quý vị nghĩ sao về những hành vi bỏ quên cực hài trên ạ? Quý vị có ý kiến gì về những vụ việc trên? Đừng quên để lại quan điểm dưới phần bình luận của chúng tôi nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.